Cứ đi gọn vào, sang tay phải, đi phải đi tay phải. Lôi lại. Công chúa My đang đi đâu đấy? Ra nhà ông. Đi bên tay phải. Bán công chúa. Sẽ bán công chúa đi. Con sang đường bên này đi. Thôi sang đường bên phải, nhưng anh ông đi trái đường họ phạt đấy. Mít mít đăng kìa. Ra. Làm việc cái gì mà chỗ này? Vấn đề là dưa vẫn còn mát kìa. Đi gọi nó đi. Gọi ông ơi đi. Ông ơi. Cháu ra rồi đây. Tập đoàn bơ thối ra rồi đây, bơ thóc rồi đây. Gọi ông ơi chưa?